Xin chào mừng mọi người đã đến với kênh HGHGshop.com. Sản phẩm mình đang cầm trên tay, đây là một chiếc vòng đeo tay dành cho các bạn nam. Nó được thiết kế rất là cứng cáp, với nhiều họa tiết cũng rất cứng cáp, do đó độ nam tính và mạnh mẽ là vô cùng vượt trội. Đặc biệt là có thêm chi tiết thập tự giá ở giữa, rất là phù hợp với những bạn theo đạo. Chúng ta có thể mang phụ kiện này đi lễ, vào nhà thờ thì thật là hết ý, phải không? Sản phẩm được thiết kế gồm một vòng da màu đen được đan theo dạng kẻ sọc. Trên vòng có gắn các họa tiết ống trụ tròn có chấm bi, mỗi bên hai cái, rất là cân đối, và chúng được giữ cố định bởi các ron cao su. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh vị trí bằng cách kéo các ron cao su này. Ở giữa là một cái mặt có hình thập tự giá. Thập tự giá có làm các hoa văn với tông màu trắng đen được phối rất là hài hòa. Ở phía sau, chúng ta sẽ có phần khóa gai. Chúng ta sẽ kéo ngang nó ra như thế này. Rất là đơn giản, phải không? Sản phẩm này shop có sẵn size chu vi từ 16 đến 20 cm. Thích hợp cho mọi loại cổ tay lớn nhỏ khác nhau. Và xin lưu ý là các chi tiết màu trắng đều là kim loại bằng thép không rỉ, và tất nhiên là không gây dị ứng và không bị reset.